Sao chim cô gái, xin chào các bác. Đây là xuống ổ. Mùa này sinh sản rất là tốt, đang mùa sinh sản rất hiệu quả. Các bạn có thể thấy là những chú chim này là đúng tầm để chúng ta nuôi bộ. Trong này thôi, đánh dấu đôi nào vào đôi đấy hết rồi nhá. Các bác muốn đặt những cặp chim giống, chim non, xin liên hệ cho mình là 0163 5305982. Mình tên là đầy đủ là Vũ Văn Thao. Rồi nếu các bạn chuyển khoản thì qua cái tài khoản Agribank Ngân hàng Nông nghiệp ấy là 2210205156681. Bên mình là một đơn vị cung cấp chim giống, chim cô gái giống chính thống. Duy nhất có một loài chim là chim cô gái phát triển vườn trại. Đúng. Anh đi vào trong kia đi. Đây là những chú này là những chú biết ăn rồi.
đây mình bón nên là nó rất là thuần. Các bạn đưa tay vào đây nó sẽ biết há mồm. Bây giờ mình không bón nữa thì nó vẫn ăn được độc lập. Đây này là đuôi dài khoảng 5 phân, 7 phân. Rất là thuần. Đây là đúng tầm để tôi bán giao cho các bạn này. Thuần. Gọi là chim đậu trên tay ấy. Ăn độc lập rất tốt. Nông đuôi dài tầm này. Rất là thuần. Một trong những cái điều mà mình luôn luôn đảm bảo với các bạn là chim mã ngỗng phần hồng, chim kích thước lớn, đầu xanh đuôi xám, mà đặc biệt là giọng toàn giọng pha hoặc là giọng thổ luôn. Đây là những chú chim non mình bón từ lúc còn như bên này, như bên răng nược bên này, răng nược bón từ lúc nó như thế này, các bạn lên bón vào những lúc tầm như thế này, bón như lúc tầm này, các bạn bón như tầm này, này nó gọi là tòe lâu sim. Giai đoạn này giai đoạn có một số bác rất thích mua của mình loại này, tòe lâu sim, tòe lâu sim, lụ hơn một chút. Lông sim lẫn răng nược. Đây đôi của nó đây. Đây lông sim. Sau khi bón một thời gian thì nó bằng này. Mấy hôm. Đấy, các bạn thấy không? Hãy nó lúc đấy, hãy nó lúc 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 đấy.
các bạn huấn luyện tạo thành một âm thanh quen thuộc này. Ăn rất là vụng về, các bạn phải để khay đá như này. Quý vị các bạn lên tin tưởng mình và mua hàng bên mình, mua chim giống để đam mê. Thế những chú chim này rất là khỏe mạnh, bóng trơn. Đấy, những con này thì nhặt là đúng tầm để mình chuyển cho các bạn này, đúng tầm luôn, lông đuôi này. Thì các bạn loại này các bạn về các bạn rất là nhàn bởi vì nó thuần. Đấy. Các bạn nên có cái nhà xe nào quen, các bạn nên gửi tiền cho họ và nhờ họ lên Mỹ Đình gặp văn phòng của chúng tôi mà các bạn nhận chim, rồi nhà xe họ cũng sẽ gửi tiền cho chúng tôi luôn, tạo điều kiện cho hai bên mua bán qua mạng. Bên mình thì số tài khoản là 2210205156681. Mình rất là kính trọng và rất là hoan nghênh với những ai đó mà mua hàng qua mạng văn minh tin tưởng. Đó, các bạn chuyển khoản thì mình sẽ chuyển đúng cái chất lượng chim cho các bạn. Đó. Nói về cái hình ảnh về con chim cu gáy thì mình cũng không biết là ở một số vùng khác nhau, nhưng mà ở đây thì mình thấy là mã ngỗng phấn hồng là chủ yếu. Các bạn thấy là những chú chim này rất là đáng yêu.
Một lần nữa mình xin nhắc lại số điện thoại là 0163 530582. Địa chỉ thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cái Zalo là đăng ký bằng số 0163 530582. Facebook là chim cu gáy hay. Các bạn có thể vào Facebook là chim cu gáy hay, kết nối để tôi có thể gửi những cái hình ảnh trực tiếp, gọi Zalo Messenger để tôi có thể gửi trực tiếp những cái chú chim mà các bạn ưa thích, các bạn đặt hàng. Hoặc là các bạn có thể kết nối Zalo. Bây giờ cái mạng xã hội Zalo Messenger Facebook là gọi video, đó là mang tính chất là trực quan, trực tiếp, nó thực tế, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là thực tế để cho các bạn nhận được những chú chim mà các bạn mong muốn. Địa chỉ của mình thì các bạn cứ hỏi thăm đến, nếu như các bác đi từ Hà Nội lên thì các bạn có thể đi đại lộ Thăng Long qua làng văn hóa 54 dân tộc 7 cây thì đến cái phố Đà Điểu, là các bạn hỏi là thao chim cô gái thì chắc chắn là bà con xung quanh ai cũng biết. Bởi vì là cả xã cả huyện là có duy nhất khu vực Ba Vì là tôi nuôi với quy mô. Còn nếu như các bạn đi từ đằng Hà Nội, đằng chỗ Cầu Giấy, các bạn đi qua Cầu Diễn, đi qua Phùng Trôi Nhổn và lên đến bến xe Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thì các bạn ngoẹo trái khoảng 10 cây là các bạn ra đi theo cái hướng đi K9, đi Khoang Xanh, Suối Tiên, Ao Vua. Đi các bạn ngắm hoa dã quỳ đấy, thì các bạn đến cái khu thị xã Xuân Khanh thì các bạn hỏi thăm đến xã Vân Hòa thì các bạn có thể đến tại vườn trại của mình. Đấy, mình sẽ định hình sơ bộ về cái đường đi nước bước đến cái vườn trực quan để chúng tôi có thể cung cấp những cái con giống cho các bạn để các bạn yên tâm. Còn cái kênh trên YouTube thì mình có lập một cái kênh gọi là chim cu gáy hay, thì các bạn có thể vào YouTube các bạn xem những cái video của mình, nó sẽ chia sẻ những cái trong quá trình mình gây dựng cái vườn chim, những cách chữa bệnh, một số những lưu ý trong quá trình nuôi chim, rồi rất nhiều những cái chủ đề khác nhau đó. Ngoài ra thì các bạn có thể vào Facebook cũng là một cái trang cá nhân của mình, dạng khá là nhiều người theo dõi. Các bạn lên gọi điện thẳng cho mình, dù đặt hàng hay là dù có những cái thắc mắc gì, các bạn gọi điện thẳng. Tôi không thể nhắn tin cho các bạn được, bởi vì cái thời gian của tôi rất là chi phối rất là nhiều thứ. Cuối video xin cảm ơn các bạn, chúc các bác có những chú chim vui, bổ ích trong cuộc sống, có niềm vui trong từ những chú chim đó. Các bạn nếu thấy những cái đóng góp và những cái chia sẻ của mình trên cái chủ đề chim cu gáy hay, các bạn có thể đăng ký kênh của mình và kết bạn Facebook, Zalo để chúng ta cùng chia sẻ và giao lưu, và tiện cho công tác là chúng ta đặt hàng và bán hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân ái chào tạm biệt.